Hôm nay mình sẽ nói về tin tức của Mỹ và tiền điện tử. Và cuối video mình sẽ cho bạn một cái định hướng Bitcoin và như cộng đồng tiền điện tử sẽ đi đâu những cái ngày tới đây. Rõ ràng vừa rồi thì thống kê vừa ra là cái sự mà thất nghiệp của Mỹ là nó mới được cái con số là 3.5. Và nói chung hồi đó đến giờ là thất nghiệp ngay bây giờ là đang đang ít nhất. Nhưng thiệt sự là nó đúng như vậy hay không thì mình cũng không biết. Tại vì Fed nó có một cái tính toán rất hay và nó nhiều lúc á nó sai, và nó sai trước đây nó đã sai rất là nhiều lần rồi. Cũng giống như cái vấn đề mà làm sao mà nó làm cho Mỹ dính vô cái sự lạm phát giống như ngay bây giờ. Thì rồi cái tin tức vừa rồi ra là một tin tức tốt đúng không? Thất nghiệp chỉ có 3.5 mà rất là ít. Nhưng mà tại sao nó là từng tin ngay bây giờ trong cái cộng đồng, ngay bây giờ trong cái thị trường, ngay bây giờ mỗi lần mà có một cái tin tức tốt ra nó được coi cũng giống như là một tin tức xấu. Ok, còn chừng nào tin tức xấu ra thì nó ngược lại, nó trở thành một tin tức tốt. Cái market chừng nào mà nó bay lên đó là chừng nào mà cái tin tức xấu nó ra, chừng nào mình thấy là tất cả mọi thứ nó là gọi là Bitcoin đã bỏ đâm rồi, đã chạm đáy rồi đó, thì bạn cứ để ý là chừng nào mà cái thông tin nó ra là xấu nhưng mà cái giá nó cũng đi song song giống như vậy, đi xuống và nó chạm chạm đáy đó, thì lúc đó mình biết là lúc đó là mình mới cảm thấy là lúc đó là đáy. Nhưng ngay bây giờ là tự nhiên ngay bây giờ tin tức vừa ra là tin tức tốt đúng không, 3.5 thất nghiệp, nhưng mà tại sao tất cả mọi thứ đều đi xuống? Cổ phiếu, cổ phần như là SP 500, Nasdaq, tất cả mọi thứ đi xuống đúng không, Bitcoin cũng đi xuống luôn. Ok, tại sao? Bởi vì là Fed đúng không? Fed nó muốn đánh bại lạm phát. Đúng không? Đánh bại lạm phát. Nhưng mà ngay bây giờ nó là giống như NATO. Như nó NATO ra nói là tất cả những cái nhà 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 băng central bank á, những cái nhà băng trong nước á, ok, nên giảm lãi đi. Ok. Thì thằng Fed nó phải dựa vô đó. Nếu mà nó thấy kinh tế người dân vẫn còn còn công việc mà. Đúng không? Người dân vẫn còn công việc để làm mà đúng không, người ta chưa có chết đói mà đúng không, thì nó sẽ mạnh tay hơn cái vấn đề mà lạm phát, thì có nghĩa là cái lãi suất nó sẽ tăng ok, có thể là 75 hay là tới 100 tháng 11 này lận. Ok, và nếu mà nó đã để chủ yếu là ngay bây giờ là nó chủ tâm như là đánh bại lạm phát, bởi vì vậy thì là có ở trên mạng nó có những cái trang web ok, và nó đo lường cái sự giống như tăng trưởng, người ta nghĩ cái phần trăm nó như thế nào tháng 11 tới đây. Ok, và cái phần trăm vừa rồi nó bay từ 777% lên cho tới 84% là tới tháng 11 này. Ok, Fed sẽ tăng tới 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 70 75 basis point lận. Ok, còn 25% có thể là nó tăng tới 100 lận. Ok, tại vì cái đây là một cái chứng tỏ là ok, nó muốn đánh bại lạm phát nhưng mà nó không có muốn hủy hoại kinh tế của Mỹ. Ok, biết nó đang làm nha. Về về việc sản xuất thì sản xuất càng đi xuống đúng không, nhưng mà nó được cái thống kê mới đưa ra là mới có 3.5 phần trăm là người thất nghiệp, à rất là thấp. Nhưng mà Daniel và có rất là nhiều người khác trên thế giới nghĩ là cái con số là sai. Ok, rõ ràng ngay bây giờ tất cả những cái công ty lớn bạn mới thấy rồi, người ta mới đuổi người. Ok, bởi vì người ta không có đồng tiền để người ta xoay sở được. Ok, bởi vì vậy người ta phải đuổi người, mà tại sao họ thất nghiệp chỉ có 3.5 thôi. Đúng không? Tại sao? Tại sao? Ok. Và rõ ràng vừa rồi cái tin mới ra là Facebook hồi đó mười mấy năm trời đến giờ trong lịch sử của nó chưa bao giờ nó đuổi người hết và nó ngưng mướn người hết. Thì vừa rồi nó mới tuyên bố là nó chuẩn bị đuổi người và ngưng mướn người. Nó gom góp cái Meta công ty của nó lại. Ok, những cái người mà làm về Metaverse. Ok. Thì nó sẽ gom góp lại và nó sẽ ngưng mướn người. Ok, và rất là nhiều công ty khác bạn cũng sẽ thấy giống như Amazon, Tesla, rồi tất cả mọi công ty khác đúng không, Coinbase đồ. Ok, tất cả những cái sàn giao dịch của Mỹ về tiền điện tử đều đã đuổi người. Ok, chỉ có riêng riêng trên thế giới này chỉ có mình thằng Binance là nó mướn thêm người à, nhưng mà Binance sẽ không phải ở Mỹ. Ok, thì ngay bây giờ là trong cái tình nhắc lại thêm một lần nữa là trong cái tình trạng là bất cứ một tin xấu nào xảy ra thì người ta
so nó cũng giống là một tin tốt, đúng không? Và nếu một một tin tốt xảy ra thì nó so nó giống như một tin xấu, tại nó phải làm ngược lại, thằng Fed nó phải làm ngược lại. Thì tin tốt vừa ra là làm người ta nói là ok, tháng vừa rồi là đáng lẽ là người ta suy nghĩ là khoảng cỡ 3.7 thôi, cái phần trăm thất nghiệp, nhưng mà nó đạt được tới 3.5 lận là một thông tin rất tốt nha. Nếu mà một cái tình trạng bình thường thì người ta đó là nhận đó, nhận thấy nó là một tin thông tin tốt, nhưng ngay bây giờ không phải là một thông tin tin tốt. Ok, bởi vì vậy vừa cái tin nó ra, tất cả mọi thứ đều đều đi xuống. Ok, và ok, tại sao là nó có những cái trường hợp đang có những cái sự đấu tranh ở trên thế giới. Ok, nhóm này chơi nhóm nọ chơi nhóm kia, đúng không? Mình thế giới thì tất cả mọi nước đang bây giờ đang dính vô cái sự lạm phát, tất cả luôn nha, bên châu Âu, bên Mỹ, bên Việt Nam, tất cả trái đất đang dính vô cái sự lạm phát. Mà lạm phát thì nó kết nối với dầu mỏ tăng lạm phát tăng, đơn giản là vậy nha. Ok, nếu bạn chưa hiểu những cái đó thì bạn phải coi những cái video vừa rồi mình đã làm. Ok, nhưng đây bây giờ người ta đang và ok, lạm phát đang cao và Fed, đúng không? Fed và tất cả những cái nước khác là muốn đánh bại lạm phát, kéo nó xuống, đúng không? Đang kéo nó xuống, đang muốn kéo nó xuống, nhưng giống như OPEC là một cái nhóm dầu mỏ, đúng không? Thì ngay bây giờ nó bắt đầu giảm xăng dầu, dàn xăng dầu 2 triệu thùng mỗi ngày. Ok, nếu mà nó giảm xăng dầu có nghĩa là giá xăng dầu sẽ bay lên. Vừa rồi nó mới ra tuyên bố cái tin đó thôi, hôm qua, là xăng dầu từ một thùng 80 đô lên tới 90 đô. Ok, và nó sẽ giảm như vậy thì cái giá xăng á ở ngoài xã hội ít hơn, thì ở thị trường ít hơn thì cái giá xăng sẽ bay lên lại. Và trước đây giá xăng bay lên tới 120 đô, ok, và nó muốn lên 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 tới 120 đô. Nó không quan quan trọng, nó đâu có quan trọng là mà không có xăng đâu để lái không. Xăng bạn trước đây bạn có thể ăn uống đầy đủ, nhưng mà ngay bây giờ bạn phải cắt sự ăn uống của bạn lại để bạn bạn có bạn bạn mua xăng để bạn bạn chạy tới bạn đi làm những công việc bạn cần làm. Nó quan tâm đâu. Ok, nó muốn cái này là trong cái thị trường này là chủ yếu là tiền 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 tiền, đơn giản là vậy. Ok, thì ngay bây giờ xăng sẽ đi lên, đúng không? Tiền đô la vừa rồi mấy bữa nó mới xuống tới 110, đúng không? Và 110 và cái tin mà vừa rồi đó, ok là cái tin vừa rồi là thằng Mỹ nó chưa có vỡ, nó chưa có đổ nợ, nó chưa có vỡ nát. Ok, thất nghiệp chỉ có 3.3.5 mà. Có nghĩa vậy, bởi vì vậy thằng Fed nó nhìn vô thì nói ô vẫn còn ok mà, thì tháng 11 này nó sẽ tăng 75%. Và người ta suy đoán nó phải tăng 75 hay là 100%. Và nếu mà nó tăng 75 hay là 100% là tiền đô la sẽ đi lên. Và trước đây mình cũng đã nói về tiền đô la là nó có thể bay lên tới cái đà khoảng có 116, 117. Và ngay bây giờ vừa rồi nó mới tăng được 2 đô. Ok, từ 100 tới 112 ngày bây giờ. Ok, và vậy ok thì tiền đô la lên thì vàng nó xuống chút xíu, nó kết nối với nhau hết rồi. Bạn bạn coi một thời gian dài, bạn kiểm tra, bạn theo dõi nó một thời gian dài thì bạn sẽ hiểu hiểu những cái trường hợp này. Ok, những cái trường hợp này như thế nào. Vậy thôi, hôm nay là thứ bảy. Ok, mình có hẹn với gia đình nên mình sẽ làm một cái video ngắn gọn thôi. Và cái tin cuối cùng mình muốn cho bạn thì thống kê cho thấy là cái giá để mà cho nó như là quay đầu đi lên, nó vẫn là 25.000, vẫn là 25.000, là 25.000, 25.200. Nếu mà nó lên được 25.000, 25.200 mà nó có thêm cỡ nó 2 3 ngày, nó đứng đó cả 2 3 ngày, 25.000, 25.200 mà đứng đó 2 3 ngày á, nó phải có mấy cái candle, mấy cái gì đó đèn cầy á, mấy cái đèn cầy mỗi ngày á, mà nó close có 2 3 ngày vậy đó, thì 25.000, 25.200 thì nó sẽ đổi hướng và đi lên. Ok, và nếu nếu mà chưa tới 25.000 thì mình vẫn là trong cái gọi là downtrend. Downtrend thì downtrend ngay bây giờ bạn đã biết rồi, mình đang dính vô cái khoảng cỡ 18.400 cho tới 20.000, nó cứ lên nó xuống lên xuống lên xuống 18.400 tới 20.000. Ok, thì cái hai cái chỗ đó cũng là một chỗ qua bạn nên quan tâm. Nếu mà rớt xuống 18.400 thì có đà nó đi xuống thêm nữa, nhưng mà nếu mà nó cứ bập bênh ngay chỗ đó thì mình chưa biết được, mình chưa biết được cái thị trường nó sẽ đi đâu. Nhưng thông tin cuối cùng mà mình muốn cho bạn á,
thì nó có những cái data mình có thể đo lường những cái sàn giao dịch vừa rồi đây, vẫn cái ngày những cái ngày vừa rồi đây, thì cái những cái người mỗi bất cứ một người nào muốn bán một cái gì thì người ta phải đẩy cái đồng Bitcoin của người ta lên cái sàn giao dịch, ok, với mục tiêu để bán, chỉ đẩy lên sàn giao dịch là phải bán thôi, chứ chứ không không làm được gì hết, đúng không? Tại vì mấy cái sàn giao dịch nó bạn cũng đâu có cho vay mượn Bitcoin của bạn được đâu, để lấy lại đâu, không là không làm được. Cái riêng là Bitcoin thì không có, mình không thấy. Riêng trong Binance cũng không có nha. Thì nếu mà nó bỏ tiền nó vô trong Bitcoin mà chạy vô những cái sàn á, thì cái mục tiêu là để bán. Nhưng vừa rồi đây là cái số lượng mà đẩy vô những cái sàn đó thì càng ngày càng giảm. Có nghĩa là những cái người đó là người ta muốn giữ nó, chứ cái giá này là người ta giá nhưng giá muốn giữ chứ người ta không muốn bán ra. Ok. Bởi vì vậy thì nếu mà vài ngày tiếp theo đây nè, nếu mà nó trường hợp đó vẫn xảy ra như vậy thì Bitcoin sẽ quay đầu đi lên. Ok. Nó có thể là một cái short rally thôi, có nghĩa là nó bay lên. Có thể là lên tới 24.000, 25.000 hay là sau đó. Hay là có thể lên cao nhất là khoảng có 27.000 mấy trăm, 27.500. Rồi có thể là đi xuống. Ok, dài hạn trên toàn thế giới ngay bây giờ nó vẫn rất là xấu nha. Rất là xấu thì có thể là nó phải đi xuống. Và dự đoán cái video vừa rồi mình làm nó cực kỳ hay, nó đi tới nó có những cái bằng chứng giải thích tại sao là tháng 11 và tháng 12 là có thể là cái đà Bitcoin đi xuống nhiều hơn. Tại sao tháng 11 tháng 12? Thường thường là trước đây thì rõ ràng là người ta nói là ok, cuối năm là nó có một cái Santa Claus rally á, ông già Noel bay lên á, để giá bay lên á. Nhưng riêng tháng 11 này, tháng 12 này thì có thể là cái đà nó đi xuống nhiều hơn, và mình sẽ không quên và bỏ cái link cái video vừa rồi dưới cái video này để bạn coi, để bạn hiểu ra tại sao tháng 11 là tháng 12 cái phần trăm nó đi xuống là nhiều nhiều hơn. Ok. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.